tàn châu chấu từ Trung Quốc tràn sang đang phá hoại ở Điện Biên. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, theo báo cáo của Bộ Tham mưu Quân khu 2, từ ngày 20 tháng 7 trên 4 bản Bú Nhù Khó, Tá Miếu, Tà Gó Ki và Apa Trải của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phát hiện châu chấu bay từ hướng biên giới Trung Quốc sang phá hoại rừng tre, nứa, hoa màu tại địa phương. Quan sát cho thấy châu chấu ăn theo đàn, mật độ khoảng 100 đến 200 con trên mét vuông, di cư không ổn định. Tính đến 15 giờ ngày 23 tháng 7, đàn châu chấu từ Trung Quốc tràn sang 4 bản của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé đã phá hoại khoảng 20 hectare hoa màu, trong đó có 5 hectare thiệt hại đến 70% và phá khoảng 40 hectare rừng tre nứa. Để kịp thời ngăn chặn đàn châu chấu gây hại, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó đàn châu chấu,